Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các mô hình tốt, việc làm hay, cá nhân tiêu biểu, noi gương Bác xuất hiện ngày càng nhiều. Trong đó, chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác, chăm lo cho các gia đình khó khăn của huyện ủy đã tạo sự lan tỏa, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Gia đình anh Iloy Azun ở Buôn Cờ Đỏ Ró 2, xã Chư Né, huyện Krông Búk thuộc diện hộ nghèo. Nhiều năm qua, gia đình gồm 4 người phải sống trong căn nhà tạm chưa đầy 20 m2. Niềm vui đã đến khi đầu năm 2024, huyện ủy Krông Búk đã trích quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác 70 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh xây nhà. Là hộ nghèo không có việc làm, phải đi làm thuê nhiều nơi, nhà ở thì nhỏ, dột nát, giờ được hỗ trợ 70 triệu đồng, xây được căn nhà mới này, tôi mừng lắm. Cảm ơn lãnh đạo huyện và xã quan tâm. Giờ tôi có thể yên tâm đi làm ăn xa mà không phải ngày đêm lo cho vợ con nhà dột nữa rồi. Cũng được hỗ trợ xây ngôi nhà mới từ nguồn kinh phí quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác của huyện ủy Krông Búk, bà Trần Thị Loan ở thị trấn Pơng Drang không giấu được xúc động chia sẻ. Gia đình bà thuộc hộ nghèo, hai vợ chồng thường xuyên ốm đau, số tiền từ việc mua bán ve chai hàng ngày không đủ chi tiêu sinh hoạt và thuốc men. Được hỗ trợ xây dựng căn nhà mới đã tiếp thêm niềm tin và nghị lực để bà Loan và gia đình vươn lên trong cuộc sống. Được bên quỹ hỗ trợ cho 70 triệu để làm nhà, cùng với tất cả các đoàn thể người ta cũng giúp đỡ cho nữa. Nhờ như vậy cho nên vợ chồng tôi mới có được cái ngôi nhà khang trang như hôm nay. Thì cũng nhờ bên đảng và nhà nước, là cũng nhờ các ban ngành. Học và làm theo Bác, năm 2018, huyện ủy Krông Búk đã triển khai chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bằng cách vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiết kiệm đóng góp kinh phí để hỗ trợ. Với ý nghĩa nhân văn, ngay sau khi phát động, chương trình đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tính đến nay, chương trình đã vận động trên 4,9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện ủy đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho hàng trăm cán bộ, đảng viên, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, huyện cũng kêu gọi vận động quỹ vì người nghèo được trên 5,1 tỷ đồng để xây dựng 61 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 34 con bò, 144 con dê cho người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 6,51%. Đã tạo nên được cái sự lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân và đã góp phần giúp ổn định cho các cái hộ gia đình mà đặc biệt là khó khăn thì đã có được cái mái ấm khang trang, để mà từ đó thì cũng góp phần ổn định được cái cuộc sống và qua đó thì yên tâm lao động sản xuất và xóa đói giảm nghèo bền vững. Chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác ở huyện ủy Krông Búk không chỉ nhằm mục đích giúp đỡ cho hộ nghèo có động lực vươn lên mà còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tạo ý thức tiết kiệm, nêu cao tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Với những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện ủy Krông Búk là một trong hai điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên vừa được tôn vinh.